Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng, Giám đốc Viện Cấy chỉ Hải Thượng Đại Ông sẽ tiến hành cấy chỉ cho bệnh nhân Nguyễn Thị Hà mắc hội chứng cổ vai tay hai bên và thoái hóa khớp gối hai bên. Hội chứng cổ vai cánh tay là biểu hiện lâm sàng thường gặp là đau vùng cổ, vai và một bên tay kéo theo một số rối loạn cảm giác hoặc vận động tại vùng chi phối của rễ thần kinh cột sống. Tùy thuộc vào nguyên nhân, mức độ và giai đoạn bệnh, bệnh nhân có thể có những triệu chứng khác nhau. Với hội chứng cột sống cổ, bệnh nhân sẽ đau vùng cổ gáy, có thể khởi phát cấp tính sau chấn thương, sau động tác vận động cổ quá mức hoặc tự nhiên như sau khi ngủ dậy. Đau cũng có thể xuất hiện từ từ, âm ỉ, mạn tính, hạn chế vận động cột sống cổ, có thể kèm theo dấu hiệu vẹo cổ. Ở hội chứng rễ thần kinh, bệnh nhân cảm thấy đau vùng gáy, lan lên vùng chẩm hoặc xuống vai hoặc cánh tay, bàn tay. Biểu hiện lâm sàng là hội chứng vai gáy hoặc hội chứng vai cánh tay. Đau thường tăng lên khi xoay đầu hoặc gập cổ về phía bên đau, rối loạn vận động, yếu cơ và rối loạn cảm giác như bỏng rát, kiến bò, tê bì ở vùng vai, cánh tay hoặc ở bàn tay và ngón tay. Hội chứng tủy cổ biểu hiện sớm là dấu hiệu tê bì hoặc mắt khéo léo của bàn tay, teo cơ hai tay, đi lại khó khăn, nhanh mỏi. Giai đoạn muộn, tùy thuộc vào vị trí tổn thương, có thể thấy liệt trung ương tứ chi, ngoại vi hai tay, liệt trung ương hai chân, rối loạn phản xạ đại tiểu tiện. Ngoài ra, bệnh có thể bộc lộ một số triệu chứng như hội chứng động mạch sống nền, bệnh nhân sẽ đau vùng chẩm, chóng mặt, ù tai, mờ mắt, đôi khi có giảm thị lực thoáng qua, mất thăng bằng, mệt mỏi. Có thể có các rối loạn thần kinh thực vật kèm theo ù tai, rối loạn thị lực, rối loạn vân mạch vùng chẩm hoặc hai tay. Khi có các triệu chứng toàn thân như sốt, dễ run, vã mồ hôi vào ban đêm, sụt cân, cần phải đặc biệt lưu ý và loại trừ các bệnh ác tính, nhiễm trùng. Thưa quý vị và các bạn, theo thời gian, chức năng của xương khớp sẽ ngày càng kém. Thoái hóa khớp là bệnh xương khớp với các đặc điểm chính là sự tổn thương sụn khớp, dẫn đến tổn thương toàn bộ cấu trúc khớp, gây đau đớn khó chịu cho người bệnh. Thoái hóa khớp có thể xuất hiện ở bất kỳ khớp xương nào trên cơ thể, khớp háng, khớp bàn tay, ngón tay, khớp chân, đốt sống lưng, đốt sống cổ, nhưng phổ biến hơn cả là khớp gối. Có thể nói khớp gối là khớp phải chịu áp lực lớn từ trọng lượng cơ thể, giữ cho cơ thể thăng bằng và di chuyển, nên rất dễ bị tổn thương dẫn tới thoái hóa. Vị trí của khớp gối là sự tiếp nối giữa ba khớp đầu xương, đầu dưới xương đùi, đầu trên xương chày và mặt sau của xương bánh chè, được bao phủ bởi sụn khớp. Thoái hóa khớp là hiện tượng theo thời gian sụn khớp bị bào mòn trở nên xù xì, mỏng và rất dễ gãy. Tính năng bảo vệ đầu khớp cũng mất đi, sau đó quá trình biến đổi ở bề mặt xương xảy ra làm tăng sự lắng đọng của canxi, hình thành các gai xương nhọn, cuối cùng dẫn đến các biến dạng khớp là mỏng khớp. Triệu chứng thường gặp nhất của thoái hóa khớp ở gối là đau nhức phía trước hoặc cạnh đầu gối. Khi khuỷu gối, đứng dậy hay ngồi xổm, bạn sẽ có cảm giác khó chịu và đau nhức. Ở giai đoạn bệnh chuyển nặng sẽ kèm theo cảm giác tê bì tay chân và xuất hiện biến dạng nhẹ ở khớp gối. Theo nghiên cứu của các chuyên gia và bác sĩ, tuổi tác và giới tính có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thoái hóa của khớp. Thoái hóa khớp ở độ tuổi 65 tuổi cao hơn gấp 10 lần so với độ tuổi 30 và quá trình đó tiếp tục diễn biến nhanh về sau. Đồng thời, sau tuổi 35 có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa, làm cho sụn xương bị tổn thương và phá hủy. Riêng ở phái nữ, bước vào thời kỳ tiền mãn kinh, hormone nữ sản sinh ít, dẫn đến sự suy giảm collagen, một phần chính của sụn khớp, cơ và dây chằng. Đó chính là nguyên nhân sụn khớp giảm khả năng tái tạo, bị bào mòn nhanh chóng, khiến các khớp xương va chạm và rất dễ tổn thương. Thoái hóa khớp là bệnh lý có tính di truyền, tuy nhiên, bệnh nhân thoái hóa khớp hay thoái hóa toàn thân cần phải phụ thuộc vào yếu tố tuổi tác. Với những người mắc phải bệnh béo phì, thừa cân thì nguy cơ khớp bị thoái hóa rất cao vì khớp gối phải chịu chống đỡ nặng nề của cơ thể, chèn ép lên cơ, dây chằng, sụn vào các khớp. Ở người béo phì thì nguy cơ mắc bệnh thoái hóa khớp cao hơn nhiều so với người bình thường. Đồng thời, béo phì còn tỷ lệ thuận với độ nặng của bệnh. Vậy nên việc giảm cân sẽ giảm bệnh và hạn chế nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Các bệnh lý về xương khớp chủ yếu là các bệnh lý mãn tính nên nhiều người bệnh còn chủ quan trong quá trình điều trị. Tuy nhiên, nếu bệnh phát triển nặng sẽ gây ra các biến chứng nguy hiểm. Phương pháp cấy chỉ của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Đại Ông là một phương pháp hiệu quả giúp người bệnh điều trị, đồng thời với tính chất đông y không dùng thuốc tây. Phương pháp này sẽ giúp người bệnh tiết kiệm được chi phí. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất.
Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy Trì Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy trì rất hiệu quả này. Viện Cấy Trì Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.